Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Kawasaki Ninja ZX6R 2009 được công bố mức giá dưới 459 triệu đồng. Vừa qua, thông tin mới mẻ từ Kawasaki Motorbike Indonesia đã tự hào giới thiệu Super Sport Moto Esports tới Indonesia. Cụ thể, Kawasaki Ninja ZX6R 636/2009 với mức giá phải chăng ở hạng 4 xanh được đề cập mức giá dưới 300 triệu rupiah, tương ứng gần là 459 triệu đồng nam. Với công suất tăng lên là 636cc, Ninja ZX6R 2019 cung cấp hiệu suất cao hơn, được trang bị những tính năng như chế độ là KTAC 3, lựa chọn của Power Sports và KIBS đến từ cái mẫu xe hàng đầu Kawasaki. Cũng được trang bị một hệ thống ABS. Kawasaki Ninja ZX6R 636/2009 được bán ra với mức giá so với bản trước đó chỉ rơi vào khoảng là 299.4 triệu rupiah, tương ứng gần là 458 triệu nam, hoặc là ít hơn 300 triệu rupiah, tương ứng gần là 459 triệu đồng nam. Và đây là vài thông số kỹ thuật của Kawasaki Ninja ZX6R 636/2009. Cái động cơ lực 4 xanh làm mát bằng chất lỏng. Cái tỷ số nén 12.9:1. Hệ thống van DOC 16 van. Dung tích xy lanh 636cc. Hệ thống nhiên liệu phun nhiên liệu với cái đường kính là 38mm nhân cho 4 với hình bầu dục. Đánh lửa kỹ thuật số, hệ thống khởi động điện, bôi trơn là cưỡng bức, ướt, hot và dầu mát. Hiệu suất và chuyển động bánh răng, mô men xoắn cực đại là 70.8 Nm, tại vòng tua là 11.000 vòng trên phút. Công suất đa 128.1 HP, tại vòng tua là 13.500 vòng trên phút. Công suất đa với cái RAMS với mức là 100kW. Tương ứng vòng tour là 13.500 vòng trên phút. Tiêu thụ nhiên liệu rơi vào khoảng 5,5 lít trên 100km. Phát thải CO2 149 gram trên 1km. Hộp số 6 cấp Multi-disc Westlake. Hệ thống treo phanh đôi 4 bit, đĩa đôi với kích thước là 310mm. Phanh sau 1 bit, đĩa đơn với kích thước là 220mm. Hệ thống treo trước hành trình ngược 41mm SFFBB với khả năng phục hồi và nén điều chỉnh tại trước là sau. Unitrack Piston Link đình chỉ phía sau và điều chỉnh tại trước. Kích thước lỗ khung nhôm đúc lớp trước 120/70 ZR17MC và phía sau là 180/55 ZR17MC. Chiều dài cơ sở 100, chiều dài cơ sở là 1400mm. Dung tích bình nhiên liệu 17 lít. Chiều cao chỗ ngồi là 830mm. Khối lượng 196kg. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.